Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tắc đường thường xuyên xảy ra tại nút cổ chai Kim Ngưu, Hà Nội, một phần là do lưu lượng phương tiện đông, phần nữa là do diện tích mặt đường mới mở rộng tại khu vực dốc này chưa đủ rộng. Phản ánh của khán giả Xuân Long có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 424. Xe ba gác chở hàng cồng kềnh nghênh ngang giữa phố, đáng nói hơn là tình trạng này diễn ra khá phổ biến tại khu vực gần cầu Tân Đệ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyền có số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452. Nhà văn hóa xuống cấp, mỗi lần họp bàn, người dân lại phải đi mượn địa điểm. Thực trạng này đang diễn ra tại đội 1, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Phản ánh của khán giả Ngô Văn Giang, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tư thương ép giá, nhiều đĩa tôm ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâm vào tình cảnh điêu đứng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0979, 3 số cuối là 987. Người dân tự lập rào chắn trên hồ dự trữ để hạn chế rủi ro xảy ra đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã Ia Nhinh, huyện Chư Păng, tỉnh Gia Lai. Phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phan có số điện thoại 0974, 3 số cuối là 776. Ngày hội tiếp sức thanh niên công nhân tại Hải Dương tổ chức cắt tóc miễn phí cho công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Quốc có số điện thoại 0948, 3 số cuối là 839. Tưng bừng lễ hội Chợ Châu 2015 của huyện Hớn Quảng, tỉnh Quảng Bình. Đây là hội Chợ Châu được tổ chức hàng năm nhằm phục dựng, bảo tồn, phát huy lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của dân tộc Việt Nam. Chia sẻ của khán giả Đỗ Văn Trình có số điện thoại 0168, 3 số cuối là 269. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại Hà Nội, dự án mở rộng nút giao thông ngã tư Kim Ngưu, Thanh Lương, Lò Đúc, Trần Khát Chân sắp hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 10 tới. Dự kiến đường Kim Ngưu sẽ được xây dựng hệ thống cống ngầm gồm nền đường, mặt đường được thảm nhựa. Theo quan sát của khán giả Xuân Long có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 424, thì hiện nay hệ thống cấp kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành. Các hạng mục phụ trợ đang được tích cực triển khai như kè rãnh thoát nước mưa, lát gạch vỉa hè. Một diện mạo mới của nút giao thông đang dần hình thành, mang lại niềm vui phấn khởi cho người lưu thông qua tuyến đường này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là vào những giờ cao điểm, nếu không có công an giao thông và lực lượng dân phòng hướng dẫn phân luồng, thì điểm nút giao thông dốc Kim Ngưu này thường xuyên diễn ra ùn tắc. Đây là hình ảnh thường thấy tại nút cổ chai Kim Ngưu vào giờ cao điểm hàng ngày. Từng hàng xe nối nhau nhích từng chút một. Thêm vào đó, gần khu vực nút thắt cổ chai này có trường trung học cơ sở Minh Khai. Giờ tan tầm, học sinh từ trường túa ra. Đấy là chưa kể đến một lượng không nhỏ phụ huynh đến đón con tan học. Vì vậy, chỉ cần một chiếc xe buýt di chuyển qua vào giờ này là cả đoạn đường sẽ ùn tắc nhanh chóng. Nhiều người đi xe máy đã lao lên vỉa hè hoặc tìm cách rẽ vào ngõ ngách để có thể vượt qua điểm ùn tắc. Khán giả Xuân Long cho biết, nguyên nhân dẫn tới tình trạng ùn tắc tại đây thì có nhiều, có thể kể đến như do mới được giải tỏa đền bù, nhiều hộ dân hai bên đường đang sửa chữa, cải tạo mặt tiền, tập kết vật liệu xây dựng, cát trước cửa, tạm lấn chiếm vỉa hè lưu thông công cộng. Bên cạnh đó, đơn vị đang thi công vỉa hè cũng tập kết vật liệu gạch chiếm một phần diện tích lòng đường. Ngoài ra, hiện nay nút giao thông đang thi công chưa hoàn thiện nên một số cửa hàng hoa tươi, vật liệu xây dựng tận dụng lấn chiếm gần hết diện tích vỉa hè để kinh doanh cũng như gây cản trở không nhỏ cho việc đi lại. Tuy nhiên, theo ý kiến chủ quan của khán giả Xuân Long thì nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới việc khu vực này thường xuyên ùn tắc là do bề rộng lòng đường của đoạn dốc Kim Ngưu mới được mở rộng thêm này chưa đáp ứng được lưu lượng xe cộ hiện tại.
trong khi đoạn phía dưới đó, đường Kim Ngưu được phân thành hai tuyến đường đôi nằm dọc hai bên sông, thì đến đây được chập lại thành hình dạng một nút cổ chai. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Xuân Long kiến nghị cơ quan chức năng, các đơn vị thi công liên quan có biện pháp khắc phục tình trạng ùn tắc này. Trong giờ cao điểm, không tập kết vật liệu thi công dưới lòng đường, hạn chế tối đa lấn chiếm vỉa hè kinh doanh. Và về biện pháp ổn định lâu dài thì cần đề xuất nghiên cứu phương án mở rộng hơn nữa đoạn dốc Kim Ngưu này, đáp ứng lưu lượng giao thông để tránh tình trạng thắt nút cổ chai nói trên. Thưa quý vị, chở hàng quá khổ, quá tải làm che lấp đi tầm nhìn của mọi phương tiện chính là nguyên nhân tất yếu gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Đáng nói là tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở nước ta. Theo phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452, thì trong thời gian gần đây, đoạn gần cầu Tân Đệ thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thường xuyên xuất hiện những chiếc xe ba gác vận chuyển hàng hóa với số lượng cồng kềnh như vậy. Những hình ảnh phản cảm này được ghi lại tại khu vực gần cầu Tân Đệ, thành phố Nam Định. Phớt lờ quy định về an toàn giao thông, hàng ngày, người đàn ông xuất hiện trong clip vẫn thản nhiên cho cõng một lượng hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá tải trên phương tiện của mình. Những phên xốp, thành nhựa, rồi cả đệm mút đều được chất cao ngất ngưởng, cản trở tầm nhìn người đi sau. Suốt một quãng đường dài, chiếc xe cứ thế chạy nghênh ngang, khiến cho nhiều tài xế lái xe phải cảnh giác cao độ mới vượt qua được chiếc siêu xe này. Đáng sợ hơn hết, do chở hàng hóa cồng kềnh nên chiếc xe luôn ở trong tình trạng chao đảo. Thậm chí người điều khiển còn đi sai cả làn đường, nên ai cũng thót tim, lo sợ, chuốc họa vào thân. Khán giả Bùi Xuân Tuyển cho biết, những hình ảnh giao thông không đẹp như thế không chỉ gây phản cảm cho mọi hành khách mỗi khi lưu thông mà còn đe dọa đến sự an toàn về tài sản, thậm chí là tính mạng của con người. Gửi clip phản ánh tới chương trình, anh Tuyển hy vọng lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Nam Định sẽ có những biện pháp mạnh tay để xử lý dứt điểm tình trạng chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông như trên, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc, đồng thời giữ gìn hình ảnh giao thông cho đường phố thành Nam. Trong khi trẻ em thiếu nơi sinh hoạt, người lớn thiếu địa điểm hội họp thì nhà văn hóa nằm trên một diện tích lớn lại bị bỏ hoang. Đó là thực trạng đang diễn ra tại đội 11, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Nội dung phản ánh này chương trình đã nhận được từ khán giả Ngô Văn Giang, một người dân địa phương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh mà khán giả này đã cung cấp cho chương trình. Căn nhà cũ nát, phủ đầy rêu phong này trước kia từng được sử dụng làm lớp mẫu giáo cho trẻ em trong vùng. Tuy nhiên, do số lượng trẻ theo học quá ít nên 7 năm trước, nó được chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm nhà văn hóa của đội 11. Sau nhiều năm không được đầu tư tu sửa, năm 2012, ngôi nhà chính thức bị bỏ hoang, từ đó ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Hiện phần mái nhà đã bị sập. Các mảng vữa trên tường rời rụng lả tả. Từ cửa chính ra vào đến cửa sổ đều trống hoác. Không ai dám lại gần vì sợ cả công trình có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Khán giả Ngô Văn Giang còn cho biết thêm, cách đây 3 năm, sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân về việc công trình bị xuống cấp, xã đã có hỗ trợ kinh phí để trùng tu nhưng chỉ dừng lại ở mức 10 triệu đồng, quá ít so với nhu cầu thực tế. Vì vậy mọi chuyện sau đó đã bị lãng quên, dẫn tới công trình trở nên hoang tàn như hiện nay. Gửi phản ánh tới chương trình, anh Giang đại diện cho người dân thôn 11 xã Tam Cường rất mong địa phương sẽ vào cuộc hoặc đứng ra kêu gọi nguồn vốn đầu tư, xây dựng một nhà văn hóa theo đúng nghĩa để người dân có thể an tâm sinh hoạt. Những ngày vừa qua, dù đã đến kỳ thu hoạch, nhưng hàng trăm đìa nuôi tôm trên địa bàn phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa bắt
tôm bán cho các tư thương ép giá, thu mua chỉ bằng phần nửa giá thị trường. Nhiều đĩa tôm vì thế đã lâm vào tình cảnh điêu đứng vì đã quá thời hạn thu hoạch. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip phản ánh dưới đây của khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0979 3 số cuối là 987. Những ngày này, bầu không khí lặng lẽ vẫn bao trùm các đĩa nuôi tôm sú tại phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh. Dù đã qua thời hạn thu hoạch hơn một tháng, nhưng các chủ đìa vẫn để tôm trong đìa do bị các tư thương đầu nậu ép giá. Theo người nuôi tôm, hiện nay giá tôm sú ngoài thị trường và các công ty mua vào ở mức gần 300.000 đồng 1 kg loại 40 con. Nhưng các tư thương chỉ mua của bà con với giá 140.000 đồng 1 kg. Nếu bán với giá này thì người dân không có lãi, thậm chí còn lỗ. Còn để kéo dài thêm thì phải mất thêm chi phí như thức ăn, điện, nước. Các công ty của nhà nước là báo giá tôm 40 con là 300.000. Nhưng mà hiện nay là tư thương ở đây mua là 40 con á, mà tôm chết chỉ có 140.000. Bây giờ nguyện vọng làm sao nha? Muốn chỉ còn tư thương mà mua được 2/3 giá của công ty thôi là nông dân tới thời kỳ là phải xuất, chứ còn cũng không có thể chờ đợi được. Mà nếu mà giá cả cái kiểu này thì bà con chắc nuôi càng kéo dài chắc có thể nguy cơ mà rủi ro một cái là lỗ hoặc mất trắng. Đó, tôi cũng có một cái hồ tôm ở đó thì có thể nuôi một tháng nữa là bán được, nhưng mà hiện bây giờ giá cả không biết như thế nào, hiện cứ thấp, cứ một tháng, từ một tháng trở lại đây là nó xuống 50-60 giá, trong một ký tôm là phải mất đến 50-60 ngàn như vậy đó. Qua tìm hiểu, khán giả Nguyễn Thị Thiện được biết, tình trạng bị các tư thương đầu nậu ép giá, mua vào chỉ bằng phân nửa giá trên thị trường hoặc của các công ty đã và đang khiến cho các đĩa tôm phải sống dở chết dở. Qua chương trình, khán giả Nguyễn Thị Thiện hy vọng có thể chia sẻ nguyện vọng của người nuôi tôm, mong rằng họ sẽ nhận được sự quan tâm từ nhà nước, tìm đầu ra ổn định cho bà con. Còn theo chia sẻ của người nuôi tôm hiện nay, thì nếu tư thương mua vào chỉ bằng 2/3 giá của thị trường, thì bà con cũng vẫn chấp nhận bán, miễn sao là không bị lỗ. Thưa quý vị, trên địa bàn xã Ia Nhinh, huyện Chư Păng, tỉnh Gia Lai, có một hồ trữ nước phục vụ cho việc tưới tiêu của người dân vào mùa khô. Hồ nước này đã tồn tại hàng chục năm nay và trở thành nơi tắm mát, bơi lội của rất nhiều trẻ em trong khu vực. Theo phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phan có số điện thoại 0974 3 số cuối là 776, thì đã nhiều lần tại đây đã xảy ra những vụ đuối nước thương tâm do hồ khá sâu lại không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, người dân đã phải tự tìm cách để bảo vệ cho con em của mình khỏi nguy hiểm. Hồ nước được khán giả Phan Mạnh Phan nhắc tới trong phản ánh của mình là hồ C10. Hình thành từ năm 1982 khi Trung đoàn 706 về đây đóng quân, làm kinh tế. Với diện tích hơn 10 ha mặt nước, nơi sâu nhất là 5 mét, hồ cung cấp nước tưới tiêu vào mùa khô cho các đội sản xuất 10, 11, 18 của nông trường 706. Đồng thời cũng là nơi bơi lội của rất nhiều em nhỏ trong các buổi chiều oi bức. Để hạn chế nguy cơ đuối nước có thể xảy ra, người dân xã Ia Nhìn, huyện Chư Pa đã đóng góp tiền mua lưới, cọc tre làm rào chắn bao quanh một khu vực nhất định cho các em nhỏ bơi lội. Hàng ngày, dưới sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh, các em chỉ được bơi trong diện tích đã khoanh vùng, tạo cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Khán giả Phan Mạnh Phan cũng chia sẻ thêm, do điều kiện vật chất thiếu thốn, trẻ em Tây Nguyên không có được những hồ bơi, bể bơi có quy hoạch như trẻ em thành phố. Vì vậy, anh Phan rất mong trường học sẽ dạy kỹ năng bơi cho trẻ em như một chương trình bắt buộc trong môn học thể dục. Kèm theo đó là những kiến thức, kỹ thuật sơ cứu cơ bản để khi xảy ra trường hợp đuối nước có thể áp dụng kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, trong chiều và tối ngày 27 tháng 9, tại khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã diễn ra ngày hội tiếp sức thanh niên công nhân và Tết Trung thu 2015. Đây là hoạt động do Ban điều hành đề án 103 của Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh đoàn Hải Dương. Tại đây, các thành viên trong câu lạc bộ Tóc Trẻ Hải Dương đã cắt tóc miễn phí cho nhiều công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp này để có những kiểu tóc mới phù hợp với lứa tuổi và công việc. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh về hoạt động khá thú vị này qua clip chia sẻ của khán giả Nguyễn Quốc có số điện thoại 0948 3 số cuối là 839 đã chia sẻ cùng chương trình. Giữa cái nắng oi bức, khiến mồ hôi nhễ nhại, các thành viên trong câu lạc bộ Tóc Trẻ Hải Dương liên tục đưa tay kéo, tông đơ để cắt tóc cho công nhân ở khu công nghiệp Phúc Điền nhân dịp Trung thu. Mặc dù trời nóng, nhưng nhiều công nhân ngồi bên ngoài đợi tới lượt cắt tóc, nên những người thợ cắt tóc thấy rất vui vì được phục vụ cộng đồng, cố gắng cắt cho mọi người thật đẹp. Buổi cắt tóc miễn phí kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ vào chiều ngày 27 tháng 9 và có khoảng 60 công nhân được cắt tóc. Cắt tóc miễn phí chỉ là một trong số nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa khác diễn ra trong ngày hội tiếp sức thanh niên công nhân. Tại đây, các công nhân của khu công nghiệp Phúc Điền còn cùng tham gia vào các trò chơi tập thể với không khí vui tươi, phấn khởi, xua tan sự mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Chia sẻ với khán giả Nguyễn Quốc, anh Lê Hải Thanh, chủ nhiệm của câu lạc bộ Tóc Trẻ Hải Dương cho biết, đây là một trong số nhiều buổi cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, người tàn tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội của câu lạc bộ Tóc Trẻ Hải Dương kể từ khi thành lập vào năm 2010. Tham gia vào ngày hội lần này, các thành viên cảm thấy rất hạnh phúc khi được đóng góp một phần công sức của mình để làm đẹp cho mọi người, đặc biệt là những thanh niên công nhân đời sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Mỗi mái tóc đẹp sẽ làm mọi người tự tin hơn, từ đó lan tỏa tình yêu thương tới nhiều người. Trong ngày hội tiếp sức thanh niên công nhân còn có hoạt động tư vấn pháp luật, sức khỏe sinh sản, phát bao cao su, sửa chữa điện thoại. Ban tổ chức cũng đã trao 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá lên tới 10 triệu đồng. Thưa quý vị, vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội Chọi Trâu năm 2015. Tham dự Hội Chọi Trâu có 24 ông trâu đến từ các đơn vị huyện, thị xã, các trang trại trên địa bàn tỉnh. Khán giả Đỗ Văn Trình có số điện thoại 0168 3 số cuối là 269 cho biết, hàng ngàn người trong và ngoài tỉnh đã đổ dồn về đây để xem Hội Chọi Trâu. Hội Chọi Trâu năm nay diễn ra với 22 trận đấu. Do có sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, công tác tuyển chọn, chăm sóc, huấn luyện các ông trâu, nên chất lượng Hội Chọi Trâu năm nay đã được nâng lên rõ rệt. Tất cả các cặp trâu tham gia hội chọi hết sức sung mãn. Các cặp đấu sôi nổi ngay từ vòng đấu loại. Kết thúc hai vòng đấu loại trực tiếp, ban tổ chức đã chọn được 6 chú trâu vào thi đấu vòng bán kết. Ở vòng đấu bán kết, các trận đấu diễn ra rất kịch tính và gay cấn. Có những trận kéo dài hàng chục phút đồng hồ mới phân thắng bại. Sau nhiều trận thi đấu lôi cuốn, hai ông trâu mang số hiệu 09 đến từ trang trại Tá Thiết, huyện Lộc Ninh và số 24 đến từ trang trại Tân Khai, huyện Hớn Quản đã bước vào thi đấu trận chung kết. Sau một hồi giằng co hết sức quyết liệt với nhiều pha đánh đẹp mắt, hấp dẫn, nhiều sức mạnh vượt hơn nên ông trâu số 09 đã xuất sắc giành chiến thắng ở trận đấu chung kết. Giải nhất Hội Chọi Trâu năm nay được ban tổ chức trao tặng giải thưởng trị giá 90 triệu đồng, giải nhì là 70 triệu đồng và giải ba là 50 triệu đồng. Anh Trình còn cho biết thêm, các cặp trâu dù thắng hay thua đều không bị tổ chức giết thịt mà đều giữ lại nuôi dưỡng và nhân giống.
Được biết hội Chợ Châu huyện Hớn Quản được tổ chức hàng năm nhằm phục dựng, bảo tồn, phát huy lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của dân tộc Việt Nam, đồng thời nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Hớn Quản nói riêng. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Tại Hà Nội, dự án mở rộng nút giao thông ngã tư Kim Ngưu, Thanh Lương, Lò Đúc, Trần Khát Chân đang bước vào giai đoạn cuối sau hoàn thành. Tuy nhiên, giao thông tại đây thường xuyên ùn tắc. Một phần là do bề rộng lòng đường đoạn dốc Kim Ngưu mới được mở rộng, chưa đáp ứng được lưu lượng xe cộ hiện tại. Trong khi đoạn phía dưới đó được phân thành hai tuyến đường đôi, bên phải và bên trái sông, thì đến đây được chập lại hình thành một dạng nút cổ chai. Phản ánh của khán giả Xuân Long có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 424. Thời gian gần đây, đoạn cầu Tân Đệ thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thường xuyên xuất hiện những chiếc xe ba gác vận chuyển hàng hóa cồng kềnh chạy nghênh ngang giữa đường. Tình trạng trên diễn ra đã lâu nhưng chưa được lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra và xử lý, khiến người chứng kiến đều cảm thấy chướng mắt, khó chịu. Phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452. Nhà văn hóa của thôn 11, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng bị bỏ hoang và xuống cấp suốt nhiều năm nay. Trong khi đó, người dân phải đi mượn địa điểm để hội họp hoặc sinh hoạt cộng đồng. Dân mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc hoặc đứng ra kêu gọi nguồn vốn đầu tư, xây dựng một nhà văn hóa theo đúng nghĩa để người dân có thể an tâm sinh hoạt. Phản ánh của khán giả Ngô Văn Giang, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Những ngày vừa qua, dù đã đến kỳ thu hoạch, nhưng hàng trăm điều nuôi tôm trên địa bàn phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa bắt tôm bán do bị các tư thương đầu nậu ép giá, thu mua chỉ bằng phần nửa giá thị trường, khiến nhiều đìa tôm lâm vào cảnh điêu đứng vì đã quá thời hạn thu hoạch hợp tháng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0979, 3 số cuối là 987. Hồ C10 trên địa bàn xã Gia Nhiên, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai là địa điểm lý tưởng để trẻ em khu vực tìm đến tắm mát vào mỗi buổi chiều oi bức. Tuy nhiên, do hồ khá sâu nên dễ xảy ra tình trạng đuối nước. Để hạn chế rủi ro này, người dân địa phương đã tự góp tiền mua cọc tre, lưới chắn, quy hoạch một vùng nước riêng để con em họ có thể yên tâm bơi lội. Phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974, 3 số cuối là 776. Trong chiều và tối ngày 27 tháng 9, tại khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương đã diễn ra ngày hội tiếp sức thanh niên công nhân và Tết Trung thu 2015. Tại đây, các thành viên trong câu lạc bộ Tóc Trẻ Hải Dương đã cắt tóc miễn phí cho nhiều công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp này để có những kiểu tóc phù hợp với lứa tuổi và công việc. Ngoài ra, họ còn cùng tham gia vào các trò chơi tập thể với không khí vui tươi, phấn khởi, xua tan sự mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Quốc có số điện thoại 0948, 3 số cuối là 839. Sáng ngày 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội Chợ Châu năm 2015. Tham dự hội thi có 24 ông châu đến từ các đơn vị huyện, thị xã, các trang trại trên địa bàn tỉnh. Hội thi được tổ chức hàng năm nhằm phục dựng, bảo tồn, phát huy lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của dân tộc Việt Nam. Chia sẻ của khán giả Đỗ Văn Trình có số điện thoại 0168, 3 số cuối là 269. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD-V1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.